Cảm ơn anh nha, em hạnh phúc lắm. Anh cũng vậy. Anh chỉ sợ em bị thiệt thòi thôi. Sao lại thiệt thòi? Sao tự nhiên buồn hiu vậy? Má em dưới quê mới nhắn, kêu là thằng Ken nó sắp tụ trường rồi, lo cho nó đi học. Nghe mà rầu quá. Trời đất, con mình đi học vui gần chết. Mà có gì đâu rầu, Ken nó cũng lớn rồi, em đâu cần phải lo cho nó cả ngày đâu. Em rầu là rầu chuyện đi học đó anh. Đầu năm bao nhiêu thứ phải lo, nào là quần áo, giày dép, sách vở, chưa kể tiền học của nó nữa. Em lo đâu có xuể đâu. Mà anh thì biết thằng chồng em rồi đó, nó đi ngoại tình, nó đâu có lo cho con nó mấy thứ đó. Anh hiểu mà. Nè, mấy cái chuyện này mai mốt chỉ cần nói với anh một tiếng là được rồi, để anh lo cho. Sao vậy được? Em biết là anh thương em, nhưng mà em có con, anh cũng có con vậy. Con anh nó cũng phải đi học thôi. Bây giờ mà để anh lo cho con của em nữa thì tội cho anh quá. Con anh, con em cũng đều là con của chúng ta mà. Anh lo được hết á. Mà nói thiệt nha, em ngưỡng mộ vợ anh lắm đó. Có một người chồng thì biết chăm lo cho vợ, chăm lo cho con vậy, mà chỉ còn ly dị chỉ bỏ anh. Còn em thì suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi con thôi. Nhưng mà chồng em nó cũng bỏ em nữa. Cũng may là ông trời bù đắp cho em gặp được anh đó. Thôi, đừng nhắc tới chuyện vợ của anh nữa. Coi như hai vợ chồng của anh không hợp nhau thì ly dị. Mỗi người cho nhau một con đường riêng để đi tìm hạnh phúc. Cũng nhờ vậy mà anh mới gặp được em nè. Không bàn chuyện này nữa. Lát nữa anh sẽ chuyển tiền để lo cho Ken đi học. Em cảm ơn anh. Cái gì kêu ta? Con nó bụng á ba. Ba nghe, ba cứ chọc con hoài à. Ôi, ba tưởng cái gì không á. Thôi được rồi, để ba vô toilet là sẵn rồi. Ba tính tiền luôn rồi ra đưa đi ăn, được chưa? Dạ, nhanh nhanh nha ba. Chứ cái bụng kêu rồng rồng rồi đó. Nhưng mà ăn ăn ăn, đứng lên coi. Đó, ăn riết cái bụng nó bự hơn bụng ba rồi đó. Để ba xíu. Rồi, anh biết rồi mà. Anh tới rồi đó, anh thủ tới nha. Ừ, anh đợi. Ủa? Ken? Dạ con chào chú. Ừ, con mới với ngoại lên hả? Đâu có đâu, con ở đây với ba mà. À, là con mới với ngoại lên, rồi đang ở với ba, đúng không? Là sao? Chú nói gì con không hiểu gì á. Ờ, thì... anh có gì hỏi, hỏi tôi nè. Nó không biết gì đâu. Chào anh Sơn. Tôi chỉ định hỏi là nhóc Ken mới ở với ngoại lên khỏe không vậy thôi mà. 3 tháng hè này á, nó ở chung với tôi không mà. Ờ... Vậy... Vợ mới của anh không phiền hả? Ken. Dạ. Con ra ngoài trước á, đứng chờ bà xíu. Rồi bà nói chuyện chú xíu rồi bà ra đưa đi ăn. Dạ. Dạ dạ. Nghe nha nha bà, con nó bụng dữ lắm rồi. Chào chú kìa. Dạ ông chào chú. Ừ. Con nghe ngoài đây trước nha. Vợ của tôi nói chuyện với anh là nó ở dưới ngoài hả? À, không, tôi chỉ thấy là bây giờ anh cũng có hạnh phúc mới rồi đó, thì tôi nghĩ nên để thằng Ken về ở với Ân thì nó tốt hơn. Với lại người ta thường nói mà, mẹ ghẻ con chồng, nhiều khi nó bị đánh bị chửi gì thì cũng tội nó. Tôi thấy nên để thằng Ken ở với mẹ ruột nó thì vẫn tốt hơn. Thì cũng lạ ha. Lần đầu tiên mà tôi phải chứng kiến cảnh mà lại rớt vô hoàn cảnh của tôi nữa chứ. Đó là người yêu của vợ mình, dạy đời mình,
và cách sống như thế nào. Tôi nói thật với anh nghe, tôi với vợ tôi á chưa có ly dị, cho nên trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Còn tôi từ nãy giờ vẫn nhẹ nhàng với anh á là bởi vì tôi coi vợ tôi như là rác vậy đó. Anh hốt giùm tôi cảm ơn. Anh Sơn, dù gì anh cũng là một người đàn ông. Ân đã từng là vợ của anh, cho dù bây giờ hai người có như thế nào đi nữa, anh cũng không nên nặng lời với cô ấy như vậy. Thú thiệt, tôi cũng từng là một người có gia đình, nhưng mà tôi với vợ tôi không thể sống với nhau nữa, cho nên chúng tôi ly dị. Nhưng mà khi vợ tôi có hạnh phúc mới, tôi vẫn vui vẻ chúc phúc cho cô ấy, chứ không có nặng lời với anh. Thì tại anh may mắn thôi, tôi không may mắn với anh. Đời của tôi á, xui nhất là khi vớ phải nó đó. Anh yêu, sao bữa nay chưa chuyển tiền cho em nữa? Thì cái tiền học của thằng Ken đó, hôm bữa anh hứa với em 5 tay anh chuyển mà bữa nay 7 tay rồi. Rồi rồi, ok, cảm ơn anh yêu, nhưng mà nhớ phải chuyển liền đó nha. Ok anh. Để coi coi, ông Chiết chuyển rồi nè, ông Khanh chuyển rồi nè, ông Trung mới chuyển. Còn cha nội Sang nè, để gọi điện. Gì vậy trời? Gọi điện không nghe máy, tự nhiên cắt cái rụp nói gì vậy trời? Gì đây? À, thì ra đang ngồi với vợ. Ủa, hứa chuyển tiền cho người ta thì chuyển đi, người ta đâu thèm gọi làm gì. Bữa mai mà không chuyển đi ha, tao gọi tiếp cho coi. Tính thử coi, bữa giờ gom mấy đợt cũng được mớ rồi, gán một hai đợt nữa đủ tiền sửa lại cái mũi cho đẹp. Thằng Ken đâu? Hỏi ai vậy? Hỏi mà hỏi thái độ vậy hả? Nó trong nhà chứ đâu, kiếm nó làm gì? Tôi đưa đi. Đi đâu? Mắc gì đi? Tôi không muốn nó có người mẹ như cô. Ở với cô á, sớm muộn cũng hư thôi. Hư là hư sao? Anh nói tôi mà anh không biết nhìn lại bản thân của anh hả? Anh là đàn ông, anh có tiền anh lo cho vợ con anh đi thì đâu có chuyện gì. Không lo được cho vợ con bây giờ quay ra trách ngược lại nữa. À, hay là thấy thằng khác lo cho tôi bây giờ sanh lòng ganh tức. Ngày xưa lúc cô lấy tôi nghèo rồi mà, lấy chi giờ than. Nói cho cô biết, con trai sống là nhờ đức của mẹ, đừng để sau này lớn lên nó ân hận cố người mẹ như cô. Còn nữa, đi đêm gặp ma đó, lối sống như vậy á, coi chừng quả báo tới nhanh lắm. Ken. Dạ ba. Đi với ba. Ủa mẹ con không cho. Đi với ba, mẹ không nói gì đâu. Mà để con lên lấy đồ. Ba mua đồ mới cho. Thứ đàn ông bất tài vô dụng, chỉ giỏi cái miệng à. Đem nó đi đi, rồi lao được cho nó mấy ngày. Tôi nói nhiều với anh vậy á là chỉ muốn nói với anh liều, nếu thật sự anh thương Ân á, giữ nó chặt vào, đừng để đi lung tung rồi phá hoại nhiều hạnh phúc của nhiều gia đình nữa. Chào anh nha. Anh ơi, em tới. À, anh Trung, à, không ấy chưa rồi, mình kiếm quán mình ăn luôn đi. Để chiều chiều và cà phê cũng được. Ha anh. Trời ơi, bắt cô Quỳnh Trang lại cho tụi Quỳnh Trang. Trời ơi, 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 tr
Quay clip hả? Dạ. Quay clip về cái gì con? À, tụi con thấy cô chú ở trên mạng về công việc phát thiện nguyện á, nên là tụi con xin một clip ngắn thôi để phỏng vấn cô chú về công việc. Thôi. Trời ơi, tụi tôi, vợ chồng tụi tôi làm là cái kiểu mà giống như là làm từ tâm thôi. Không có nghĩ gì để nổi tiếng gì hết trơn á. Đừng làm là tụi tôi ngại lắm nghe. Dạ. Không biết nói gì luôn á. Dạ không cô chú. Dạ thật ra tụi con quay cô chú là tụi con muốn cái lan tỏa cái thiện nguyện này đến với mọi người, cho mọi người biết đến cô chú. À vậy hả? Dạ. Dạ. Ê bà, tôi thấy cũng được á. Mình lan tỏa cho tốt, rồi biết đâu nhiều người á cùng chí hướng mình. Đó, rồi gọi như là mạnh thường quân thêm thì sao? Bà lúc nào cũng mong muốn là một tháng á mình có 1.000 phần quà tiến cho bà con nghèo mà. Ừ, cũng được nữa. Vậy để tôi nói ha. Nhưng mà dạ, cái này là cô nói là để cho bà con nghèo nha, chứ không phải nói cho cô chú nha tụi con. Dạ. Cô yên tâm, con sẽ cố gắng lan tỏa clip này thật tốt để cô đạt được 1.000 phần quà cho bà con nghèo. Vậy thì tốt. Dạ. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Mình bắt đầu ngay cô chú. Dạ. Đứng đây nói luôn hả? Dạ. Sao? Từ. Đây, đó. Dạ đúng rồi. Đó, ok. Dạ. Dạ rồi. À, xin chào mọi người. Lý do mà vợ chồng tôi hướng đến cái công việc thiện nguyện này là tại vì vợ chồng tôi thấy có rất là nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Ví dụ như là người già nè, rồi trẻ em cơ nhỡ, rồi các huyện mồ côi nữa. Họ giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Cho nên là vợ chồng tôi mới nghĩ là còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ nội như ơi! Nội! Ủa? Tiến hả con? Dạ, thưa nội cũng mới qua. Qua mình hả? Dạ. Qua chơi thôi chứ xách đồ đạc gì tùm lum tà la vậy? Dạ, con qua ăn sinh nhật nội sớm một ngày. Sinh nhật? Đúng rồi. Đây. Gì vậy? Đây là quà của ba mẹ con kêu con mang qua cho nội. Ừ, cảm ơn. Còn nữa? Gì nữa? Cái này đặc biệt lắm nha. Đây. Trời ơi, vậy cái hộp gì bự dữ vậy? Bánh kem. Bánh? Con đặc biệt mua cho nội á. Trời ơi, nội già rồi bị đặt rồi sinh nhật sinh nhiệt bánh kem bánh kiếp chị không biết nữa. Dạ đâu, nội còn trẻ mưa mởn. Con là còn muốn ăn sinh nhật nội 20 năm nữa. À 20 năm nữa? Chắc đâu thành quỷ già luôn quá. Trời ơi, bánh sinh nhật dễ thương quá ha. Nội, ừ? Selfie con tấm hình nha. Selfie là cái gì? Chụp hình đó nội. Mình bay nói lại chụp hình mày đặt selfie cho biết rồi, muốn chụp chụp. Dạ. Nói, cười, à. cười nói. Cười rồi đó. Già cười vậy hết cái ấy rồi. Được không, được không? Ồ, đúng là gừng càng già càng cay, quá bảnh luôn nội. Giống quỷ già quá vậy. Trời ơi. Nè. Thì gớm rồi. Ngày mai á, ở dưới đó mấy kênh truyền thông rồi này nọ nhiều lắm á nha. Nhớ chọn một quần đồ đẹp đẹp xíu để mà ta chụp hình rồi quay tùm lum la. Mất mặt chết á. Em biết rồi mà. Ừ. Ba mẹ. Ừ. Ngày mai sinh nhật của ông nội á, ba mẹ không định qua chơi với ông nội hả? Còn sao mà. Mày đặt. Ông nội là lớn rồi, có bao giờ mà muốn tổ chức sinh nhật nhất gì đâu. Ba mẹ cũng thường xuyên qua thăm ông nội mà. Tại vì ngày mai có việc nên là không có qua được thôi con. Công việc của ba mẹ đi từ thiện chứ gì. Còn thường xuyên thăm ông nội của ba mẹ là một tháng qua không có một hai lần à. Đi từ thiện ba mẹ dời được mà. Còn sinh nhật của ông nội á, một năm chỉ có một lần thôi. Con nói thiệt, ông nội lớn tuổi rồi, không biết còn ăn được bao nhiêu cái sinh nhật của ông nội nữa. Nè, ba không cần con phải dạy ba những cái thứ đó. Công việc của ba tự sắp xếp được. Với lại á, ngày mai á là các kênh truyền thông rồi các mạnh thường quân người ta đều có mặt ở dưới đó hết rồi con. Không thể nào mà nói hủy là hủy được. Sinh nhật ông nội á thì mình tổ chức trễ lại một chút nha con. Người nhà mà con. Ba mẹ sợ người ta nói này nói nọ. Còn người nhà mình á thì sao cũng được chứ gì. Ba mẹ sống ảo vừa thôi. Mất vậy? Ai cho mà nói chuyện vậy hả? Sao mà ông đánh nó vậy? Nó nói chuyện gì? Nó sống ảo là sao? Ba mẹ muốn lan tỏa hạnh phúc, trong khi để ông nội á ở bên kia một mình kìa.
con nhắc ba, ba quýnh con. Hạnh phúc là hạnh phúc chỗ nào? Tao nói cho mày biết, mặc dù tao với mẹ mày qua đó không thường xuyên, nhưng mà mày nhìn lại đi, ông nội mày có thiếu thốn bất cứ thứ gì không? Muốn cái gì tao mua cái đó, còn muốn gì nữa tao nữa hả? Ông nội cần những thứ đó hả ba? Ông nội chỉ cần gia đình mình qua chơi với ông nội chỉ một ngày thôi, chỉ một ngày sinh nhật thôi à, mà ba không làm được. Cái đó khó lắm hả ba? Ba có bao giờ nghĩ đến cảm giác của ông nội không? Con mình á là đứa hiểu chuyện. Đáng lẽ vợ chồng mình phải thương nó nhiều hơn. Vợ chồng mình đã không có thường xuyên qua lại thăm ba rồi, thì ít ra còn có con nó quan tâm tới ba. Mà hôm qua ông đánh nó như vậy, tôi thấy không có đúng á. Hôm qua tôi nóng quá. Hồi nãy tôi cũng có nhờ thằng bạn nó xuống dưới đó để mà nó lo chuyện từ thiện rồi. Hay là vợ chồng mình qua bên đó mừng sinh nhật của ba sẵn rồi làm lành lại cho con luôn. Đúng rồi đó, tôi thấy như vậy là đúng á.